tạp chí đặc biệt. Kính thưa quý vị, năm Canh Tý 2020 vừa qua là một năm hiếm có trong lịch sử nhân loại hiện đại. Kinh tế toàn cầu chao đảo vì đại dịch COVID-19 kéo dài đã gần một năm và chưa thể sớm kết thúc. Điều gì sẽ đến với năm Tân Sửu 2021? Tạp chí đặc biệt của AFI ngày mùng 2 Tết cổ truyền xin giới thiệu với quý vị về những dự cảm năm mới của một số văn nghệ sĩ trí thức trong nước về năm Tân Sửu, năm con trâu vàng hay con trâu mới. Trước hết xin mời quý vị đến với chia sẻ của nhà văn Trần Thanh Cảnh ở Hà Nội, người sinh năm Tân Sửu, trong cuộc trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt ngày mùng 1 Tết. Tôi là một người sinh năm 1961 theo lịch mặt trăng, tức là âm lịch. Năm nay là vừa tròn lục thập hoa giác 60 năm. Trong năm 2021 này, với cá nhân mình thì tôi dự cảm là tốt đẹp. Tôi nghĩ là mình sẽ làm được nhiều việc, hoàn thành được những cái tâm nguyện của mình về văn học. Bởi vì cái năm Tân Sửu theo chiết tự thì các cụ túc cho đấy, ở trong làng trong nước thì các cụ nói rằng cái chữ Tân ấy là đổi mới đấy, hành kim đổi mới. Thế nhưng cái chữ Tân ấy thì nó có một cái, chỉ cần nó bỏ đi một nét thì nó thành chữ Toan, gọi là Tân biến vi Toan. Luận ra là phải lo nhiều việc và làm được nhiều việc. Chữ Tân nó đi với chữ Sửu, Sửu nó con trâu. Có cái hay đó là cái con trâu trong văn hóa Việt Nam là văn hóa lúa nước mà. Con trâu đầu cơ nghiệp quan trọng lắm. Tân Sửu là trâu vàng. Tôi có cái dự cảm rằng năm 2021 thì nước Việt Nam là sẽ có những cái bước chuyển biến rõ rệt. Đầu tiên nó phải dịch Covid. Thì Covid nó đã đi qua cái đỉnh cao của nó và nó sẽ thoái lui dần. Đến quãng độ cuối năm thì cái lượng vaccine nó sẽ ra rất nhiều, thì con virus corona nó sẽ bị đẩy lùi, nền kinh tế xã hội nó sẽ sáng sủa dần, nên con người ta cũng sẽ học được cái sống chung với lại cái virus. Tôi nghĩ rằng là năm nay 2021 sẽ rất là êm ả, bởi vì mọi cái nguồn lực của rất nhiều quốc gia là phải dồn sang cái chuyện là chống dịch và hồi phục kinh tế. Và chính quyền của Tổng thống Biden ấy, về cái chuyện Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa thì họ có thể khác nhau về vấn đề nào đó, nhưng vấn đề chiến lược kiềm chế Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng họ thống nhất với nhau tuyệt đối. Chỉ có cách tiếp cận so với thời Donald Trump thì tôi nghĩ rằng là mềm mỏng hơn, nhưng vẫn đủ kiên quyết và sẽ không để xảy ra là những cái xung đột nóng bỏng. Thế mà một khi Trung Quốc được kiềm chế thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam cũng sẽ có cơ hội. Nên cái vận số của nước Việt ở trong năm nay thì về mặt kinh tế tôi thấy rằng có nhiều tín hiệu khả quan hơn. Còn về mặt chính trị thì tôi cho rằng là nó sẽ đi những bước chậm chậm thôi. Thế nhưng mà về thượng tầng kiến trúc chính trị thì bây giờ tôi nghĩ là đã ổn định rồi. Và người lãnh đạo tinh thần của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng, vẫn không có ai khác cả. Cái việc mà ông ấy tái cử lần thứ ba và thậm chí là không thể sửa đổi điều lệ thì mới thấy rằng là quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng lớn tới mức độ như nào. Tôi nghĩ rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đang có cái ý chí lớn, đó là ông muốn vì dân vì nước. Tôi cho là ông Nguyễn Phú Trọng đến giờ phút này tôi vẫn cho là đánh giá là một người tuyệt đối là vì dân vì nước. Nhà thơ Lý Đợi ở thành phố Hồ Chí Minh cho RFI biết ông kỳ vọng là năm Tân Sửu 2021 sẽ tương tự như nhiều năm Tân Sửu trong lịch sử Việt Nam, sẽ là cơ hội để chính quyền làm nên các kỳ tích, mang lại sự thịnh vượng yên ổn cho người dân. Năm mới thì thông thường thì chúng ta sẽ cầu những cái điều tốt đẹp và chúng ta được đưa ra những cái ước mơ. Cái năm Tân Sửu là cái năm mà rất đáng để chúng ta có những ước mơ, bởi vì nếu mình nhìn lại lịch sử thì 1980 năm trước á, năm 41 á, thì hai bờ Trinh đã đánh toàn quân Đông Hán và đã ra một nhà nước tại Mê Linh, đã dẹp được cái đất thuộc lần đầu tiên sau 150 năm bị đô hộ. Những cái năm Tân Sửu khác trong cái lịch sử Việt Nam đó cũng quan trọng, ví dụ như năm 1001, năm Lê Hoàng đã dẹp yên bờ cõi, mở ra một cái thời kỳ hòa bình cho người dân. Hay là năm Tân Sửu mà năm 1481 chẳng hạn, thì vua Lê Thánh Tông á, để cho cái binh lính và các quan võ mà họ không có bị rảnh quá mà đâm ra hư hỏng rồi phá hội nhân dân á, vua Lê Thánh Tông cũng đã chuyển tướng võ đó đi vào làm các cái đầu điền để phát triển kinh tế, tạo ra được một cái thời kỳ thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến, và có lẽ là một trong những cái thời kỳ mà thịnh trị nhất của Việt Nam trong suốt cái chiều dài lịch sử mấy ngàn năm. Mình đưa ra một vài ví dụ như vậy để cho thấy rằng là Tân Sửu tạm họ hiểu là con trâu mới, con trâu là đầu cơ nghiệp. Nhưng mà bây giờ là chúng ta sắm được một con cao mới, nghĩa là chúng ta sắm được một cái cơ nghiệp mới. Tạm hiểu như vậy, tất nhiên chữ Tân Sửu nó có nghĩa sâu sắc nó khác, nhưng mà mình tạm hiểu theo cái nghĩa nôm na có nghĩa là chúng ta đã tạo ra được một cơ nghiệp mới, và cái cơ nghiệp đó nó đều có lợi cho người dân, có nghĩa là nó mang lại cái hòa bình, cái ổn định, cái phát triển cho người dân. Nhìn lại lịch sử
của Việt Nam á, năm Tân Sửu thường là năm có lợi cho dân, thì cũng hy vọng là cái năm Tân Sửu 2021 này Việt Nam cũng sẽ làm được những cái kỳ tích giống như cha ông đã làm trong quá khứ để tạo ra cái sự yên ổn, cái sự phát triển, cái sự thịnh vượng cho người dân. Trong văn hóa cổ truyền Việt Nam có tập tục đầu xuân khai bút, giới yêu văn chương thường đón đợi các câu đối Tết của tiến sĩ Hà Sĩ Phu ở Đà Lạt. Năm nay Hà Sĩ Phu có hàng loạt câu đối về con trâu, những câu đối mang nhiều dự cảm về một năm mới đầy khó khăn. Bởi con trâu biểu tượng cho sự chịu thương, chịu khó, cần cù nhẫn nại, cho cống hiến hết mình, cũng là biểu tượng cho sự phục tùng vô điều kiện, cho tính cách thụ động. Và tình thế càng trở nên mong manh hơn khi năm trâu lại nằm kẹt giữa năm con chuột và năm con hổ. Trả lời EFI, tiến sĩ Hà Sĩ Phu giải thích. Trong các con vật thì đúng là con trâu cũng là một con có cái tích lũy về cảm hứng là khá đặc biệt. Như tôi đã nói đó, tức là con trâu nó lại đi sau con chuột. Là con chuột với con trâu thực sự là hai cái rất ngược nhau. Một anh thì bé tí nhưng mà lại rất là mưu mẹo, rất là lấu cá. Lúc thì đào sâu, lúc thì đào cao. Thế mà toàn là đi trong đêm tối phải dùng các cái thứ động. Tức là thân bé nhưng mà lại muốn giành được rất là nhiều những các cái ham muốn. Thế đấy là một thái cực. Thế nhưng sang con trâu thì lại thái cực khác hẳn. Thân hình thì to tướng nhưng mà lại chậm chạp, mà lại là cái kiểu cái anh ngu chung đấy. Để được cái con người ta thì lại nuôi dưỡng nhưng thì cuối cùng chỉ biết là ăn cái cỏ thì lại còn nhai đi nhai lại. Trong khi đó thì nó đối lập với lại cái tính cách của con chuột. Thế nhưng mà sau con trâu thì là con hổ, chính sử sang đến dần. Thế thì là một cái anh hiền lành và giúp đỡ cho nhà nông tất cả mọi thứ. Thế để chuyển sang một cái anh hổ thì lại là một con mãnh thú mà chuyên muốn làm hại con người. Đấy. Thế cho nên thì mới lại có một cái cuộc đấu tranh giữa con trâu với lại con hổ. Thế thì lại là mối quan hệ cũng đặc biệt. Cho nên cứ trong ba cái con giáp liền nhau thôi. Là con tí, là con chuột, rồi con sử, rồi con trâu, rồi đến con dần. Trong ba cái con đó mà đi liền với nhau là sinh chuyện lắm. Bởi vì quan hệ giữa ba con này nó rất là rắc rối. Nó vừa thuận vừa nghịch mà lại liên quan đến cái con người nhiều. Cho nên là ba cái con này cũng là một cái nguồn cảm hứng rất là phong phú cho cái người mà lưu tâm đến các cái vấn đề xã hội. Chu kỳ lịch pháp cổ truyền 60 năm tính gộp 10 thiên can và 12 địa chi, tức 12 con vật biểu tượng cho năm. Nhìn nhận thời gian như một sự tuần hoàn, tương tự như những mùa tiết, cứ hết một năm lại trở lại từ đầu. Tuy nhiên, kể từ khi lịch sử Việt Nam nối kết với lịch sử phương Tây, quan niệm về thời gian cũng thay đổi. Bên cạnh quan niệm thời gian theo vòng tuần hoàn, với một xã hội, với một đời người, thì ngày càng đông người, nếu không nói là đa số, ngả theo cách quan niệm Tây phương về thời gian. Thời gian như một dòng chảy, một đi không trở lại. Đối với nhiều người, thì Tân Sửu là năm con trâu mới, năm của sự thay đổi lớn. Không chỉ với Việt Nam, mà với cả thế giới. Trả lời EFI, nhà thơ Thanh Thảo từ Quảng Ngãi thì khẳng định Tân Sửu là một năm bản lề, năm chọn hướng quyết định. Cái năm Sửu này nó là Tân Sửu, tức là một cái năm mà nó mang tính đổi mới. Thì không biết nó đổi kiểu gì nhưng mà chắc chắn tức là cái tâm thức của người Việt Nam nó có thay đổi. Cũng có thể là nó thay đổi theo hướng tốt lên, cũng chưa rõ nhưng mà nghĩ là năm nay bởi vì nó có rất nhiều những cái việc để nó có thể khiến người ta phải thay đổi. Thì năm nay là gần như là một cái năm rất 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 quan trọng, nếu không nói là năm quyết định để nó thành bại của trong cái chiến dịch chống dịch Covid. Đó là một mảng. Một mảng nữa thì năm nay cũng là cái năm mà nếu mà chống được dịch thì đồng thời người ta cũng phải suy nghĩ tức là thế giới bây giờ sẽ đi theo cái hướng nào. Cái chọn này nó là cái chọn đường hướng cho sự phát triển, cho từng cá nhân, cho cả đất nước, cho cả một cái châu lục hoặc là cho cả thế giới. Hai năm Canh Tý 2020, Tân Sửu 2021 mang hai chữ Canh Tân. Không chỉ nhiều trí thức Việt Nam, trong giới lãnh đạo thế giới cũng có nhiều người khẳng định thế giới đứng trước sự lựa chọn quyết định. Đầu năm Canh Tý 2020, ngay sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, kinh tế gia Đức Klaus Schwab, nhà sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, được coi là diễn đàn của giới lãnh đạo kinh tế toàn cầu, đã cho ra mắt cuốn sách COVID-19 Đại Tái Thiết, đặt mục tiêu khôi phục nền kinh tế sau đại dịch trên cơ sở chuyển hướng triệt để sang nền kinh tế xanh, coi phát triển bền vững, phát triển đi liền với bảo vệ môi trường, sinh thái là mục tiêu mang tính sống còn của nhân loại.